Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chào các anh chị em, chúng ta đang ngồi trực tiếp ở đây và các anh chị em đang theo dõi online ở khắp nơi từ Việt Nam đến thế giới. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa trong buổi sáng hôm nay chưa? Amen. Nói với bạn thanh niên ngồi bên cạnh đừng ngủ gật. Các bạn đừng ngủ gật nhé, tỉnh táo. Amen. Amen. Chúng ta sẽ xem lời Chúa trong sách Giăng đoạn 4. Câu chuyện người đàn bà Samari. Chiếu dùng sách Giăng đoạn 4. Ai có kinh thánh chúng ta có thể xem được kinh thánh. Khi Chúa đã hay rằng người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm cho nhiều môn đồ hơn rằng kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Giêsu đã làm phép báp têm nhưng môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Trong cái hành trình kia, Chúa Giêsu trở về Ga-li-lê và Ngài phải đi ngang qua xứ được gọi là địa xứ Sa-ma-ri. Với những ai đã nghiên cứu kinh thánh thì chúng ta biết Sa-ma-ri là một cái vùng đất mà người Do Thái họ rất là kỳ thị. Bởi vì người Samari là người Do Thái tạp chủng. Khi trong cái thời kỳ mà Babylon đến xâm chiếm Israel ấy, thì họ đem cái người Do Thái ở tại vùng Samari này rời xa khỏi quê hương. Và họ đưa các cái dân tộc ngoại bang sinh sống ở đó. Những cái người Do Thái còn lại kết hôn với những cái người ngoại bang đó trở thành cái dân tạp chủng. Và chính vì vậy cho nên cái người Do Thái ở những vùng khác ấy, gọi là những người Do Thái thuần chủng, họ rất là khinh rẻ những người Do Thái tạp chủng này. Nhưng mà Chúa Giêsu phải đi ngang qua, thế thì có hai cái con đường. Thường là nếu mà đi được thẳng đường ấy thì rất là nhanh, nhưng mà lại đi qua vùng đất của người Samari. Thì đối với người Do Thái, Chúa Giêsu là sinh ra tại vùng đất Do Thái, là người Do Thái thuần chủng. Cho nên là Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Ngài cũng như vậy. Họ nếu như theo như bình thường thì họ sẽ không bao giờ đi thẳng qua vào cái vùng đất của người Samari. Một đối với họ ấy là nếu mà ăn cùng với người Samari này, đến vùng đất của người Samari này, cho chuyện với người Samari là những cái điều họ cho là kinh tởm và ô uế, bởi vì người Samari đã là không còn là dân Do Thái chính gốc theo như Đức Chúa Trời thiết lập với Abraham rồi. Và cho nên họ thường sẽ đi một cái đường vòng. Cái đường vòng nó dài hơn, nó xa hơn rất nhiều, nó mệt hơn. Nhưng mà chúng ta xem nhé, trong kinh thánh lần này Chúa Giêsu có đi đường vòng hay Ngài đi đường thẳng, và tại sao Ngài lại đi con đường đấy? Quý vị nhìn kinh thánh câu số 5. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sica, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con của mình. Như vậy là Chúa Giêsu đã có đi đường vòng không? Ngài không đi đường vòng, Ngài đi đường thẳng đến nơi cái chỗ người đàn bà. Có một người đàn bà và một số những người đàn bà khác, mà đặc biệt là một người đàn bà Ngài gặp ở đây. Ta sẽ xem nhé. Trong câu số 6, tại đó có cái giếng Gia-cốp nhân đàn, đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bây giờ độ chừng giờ thứ sáu ở đây tức là bao nhiêu giờ? 12 giờ trưa. Có vậy một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy cho ta uống môn đồ đi ra phố đặt mua đồ ăn. Tại sao Chúa Giêsu lại đến vào đúng lúc 12 giờ trưa và người đàn bà lại đến vào đúng lúc 12 giờ trưa để múc nước? Chúng ta biết rằng là cái vùng đất Trung Đông thì đó là khí hậu sa mạc rất là nóng, cái cơn nóng của nó rất là dữ dội chứ không phải chỉ cái nóng ở Việt Nam đâu. Và đến khi mặt trời lặn á, thì tuyệt trời sẽ bắt đầu chuyển lạnh và vào càng vào khuya đấy thì cái nhiệt độ nó càng xuống thấp, và cái sự chênh lệch về thời tiết ở xứ sở Trung Đông ấy làm cái sự chênh lệch rất là đối lập, rất là mạnh mẽ và kinh khủng. Thì người đàn bà này đến vào giữa trưa để múc nước. Thường những người đàn bà sẽ đi múc nước, nhưng mà họ sẽ không múc nước vào giữa trưa, có thể cái khoảng thời gian đầu giờ sáng hoặc là cuối giờ chiều, chứ không có đi vào giữa trưa. Như vậy là người đàn bà này đi vào giữa trưa là có mục đích của bà ta. Như vậy có phải bà ta đến để gặp gỡ Chúa Giêsu không? Đây không phải là một cuộc gặp gỡ đã được xác định, bởi vì bà ta đâu có biết Chúa Giêsu sẽ đến. Và chúng ta nhìn vào Kinh Thánh câu số 8. Câu số 9, người đàn bà Samari thưa rằng của kia, ông là một người Giu-đa mà lại xin nước tôi là một người đàn bà Samari sao? Bản thân người đàn bà này cũng còn ngạc nhiên tại sao mà Chúa Giêsu là... Lúc này thì bà không gọi Ngài là Chúa, mà chỉ gọi là một nhân vật, chỉ biết đây là một người Giu-đa, là một người Do Thái thôi. Chứ không biết đây là đấng Messiah, là Chúa Cứu Thế.
Nên bà có sao ông là một người Giu-đa mà lại xin nước tôi là người đàn bà Sa-ma-ri? Đó là một cái sự ngạc nhiên, vì bà không mong đợi là người Giu-đa sẽ tiếp cận với người Sa-ma-ri trong cái cách thức như vậy. Nhưng mà sự khác biệt ở đây là Giê-xu không phải chỉ là người Giu-đa mà Ngài còn là Chúa của cả trái đất, đã tạo dựng lên tổ phụ của bà và chính bà nữa. Bà đến múc nước ở cái giếng. Những này được truyền lại từ đời nào? Từ đời Gia-cốp. Gia-cốp là ai? Là con của Isaac. Isaac là con của Abraham. Và nơi đó họ múc nước hàng nghìn năm rồi, nuôi dưỡng cả cái thành, cái ngôi làng đấy, cái nơi mà người đàn bà đã đang sinh sống. Và chúng ta xem câu số 11. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Chúa Giê-xu giới thiệu một cái loại nước mà bà ta chưa nghĩ ra, là nước sống. Bà ta đến tìm nước giữa một cái trời nắng nóng và chiêu nốt như vậy, tìm nước uống, nhưng mà Chúa Giê-xu lại cho bà nước sống. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy điều gì đó nơi người phụ nữ này mà lúc này bà đã chưa nhìn ra. Đó là Chúa Giê-xu nhìn thấy là người đàn bà này cần sự cứu rỗi. Bà cần được sự tha thứ, bà cần được sự cứu rỗi, bà cần được trở lại với Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và Jacob, nhưng bà không biết cách nào hết. Và từ trong sâu thẳm trong tấm lòng của bà đang khao khát tìm kiếm đó, cho nên Chúa Giê-xu đến để giới thiệu cho người đàn bà một cái loại nước, đó là được gọi là nước sống. Và chúng ta sẽ xem nước sống này chính là cái gì. Câu số 11. Người đàn bà thưa: hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu vào bởi đâu mà có nước sống ấy. Cái lý luận của người đàn bà này đó là lý luận thông thường. Bà ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu đang nói đến cái nước giếng, nhưng mà thực ra Chúa Giê-xu không có nói tới nước giếng. Ngài nói tới một cái nguồn sự sống khác mà sẽ làm thỏa mãn cái cơn khát trong tâm linh của người phụ nữ này. Chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta đến trong thế giới này, tất cả mọi người đều có những cái nhu cầu tâm linh hết, nhưng mà không phải ai cũng nhận thức rằng là mình đang cần. Có những người ta sẽ từ chối, người ta bảo tôi là người vô thần. Nhưng thực ra trên thế giới này, quý vị thấy, quý vị tiếp xúc với cả những người vô thần thì họ cũng có những cái nhu cầu tâm linh, họ cũng có những sự khao khát bên trong, và đôi khi ấy, cái lý trí của họ chèn ép đi cái tiếng nói, cái sự khao khát và cào thét trong tâm linh của họ. Người đàn bà này đang tìm những cái thuộc thể, nhưng mà Chúa đang hướng bà tới cái gì? Cái giá trị vô hình, cái giá trị tâm linh. Anh chị em nhìn tiếp lời Chúa. Câu số 12. Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống nước này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thực ra trong cái bản tiếng Việt chúng ta dịch là chữ Chúa ở đây, thì trong bản tiếng gốc của nó không phải là chữ Chúa. Và những người đàn bà này đã nhìn nhận Giê-xu là đấng cứu thế không? Chỉ là một người đàn ông Do Thái bình thường thôi, chứ không phải là đấng cứu thế. Trong câu số 12-13, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúa giới thiệu cho người đàn bà là một loại nước mà uống không hề khát nữa. Như vậy là có cái loại nước gì mà uống không hề khát nữa đây? Trên đời này có cái nước gì mà uống không hề khát không? Rõ ràng là Chúa đang hướng người đàn bà tới một cái nhu cầu tâm linh, để đáp ứng cái nhu cầu tâm linh, và chỉ có Ngài mới có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Những cái sự cái cơn khát về nước và cái giếng Gia-cốp này, nó đại diện cho tất cả những cái sự khao khát về những cái gì thuộc về trần thế này. Và Chúa Giê-xu nói là uống tất cả những cái gì thuộc về trần thế này, trong đó có thể là có tiền bạc này, có thể là sự giàu có thể là tình dục, có thể là danh vọng, địa vị, tất cả mọi cái cũng không thể làm thỏa mãn cơn khát trong cái sâu thẳm trong tấm lòng của chúng ta. Nên Chúa Giê-xu đến giới thiệu với bà ta một cái loại nước mà uống vào sẽ làm cho thỏa mãn từ bên trong ra bên ngoài. Để chúng ta sẽ xem diễn tiến của câu chuyện. Câu số 13-14. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ai phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì không hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: lạy Chúa, xin cho ta nước ấy để tôi không hề khát, hoặc không đến đây để múc nước đó nữa. Câu số 16. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây.
Chúa Giêsu đề cập đến một cái vấn đề khá là nhạy cảm đấy. Người đàn ông sẽ không đi múc nước với phụ nữ. Quý vị, đều. Người chồng sẽ không đi múc nước cùng với người vợ. Chúa Giêsu lại bảo về gọi chồng người lại đây. Chúa Giêsu đang làm khó người đàn bà này rồi. Chúa Giêsu đang làm khó người đàn bà này rồi. Mà hơn nữa là giữa trưa. Câu số 17. Người đàn bà thưa rằng tôi không có chồng. Lúc này người đàn bà này thừa nhận rằng là tôi không có chồng. Mà thực ra có chồng cũng không đi cùng với vợ để đi múc nước như này. Đức Chúa Giêsu lại phán ngươi nói: ta không có, tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà này xưng ra một sự thật là tôi không có chồng. Chúa Giêsu chỉ ra một sự thật là bà ta không muốn nói. Đó là người có những cái ẩn khuất, người muốn che giấu những người khác nhưng không che giấu được ta. Người chỉ muốn nói về cái bề nổi nhưng ngươi không thể giấu được ta những cái bề chìm trong cuộc đời của người. Tất nhiên là lúc này thì Chúa Giêsu trong cái cách xưng hô của Chúa Giêsu thì vì là cái ngôn từ tiếng Việt Nam mà chúng ta hay cái người bề trên nói với người bề dưới hay chúng hay dịch là ta với ngươi, nhưng mà trong cái ngôn ngữ của tiếng Anh hay là tiếng Trung Quốc hay là ngay cả tiếng Hebrew lúc này không có cái kiểu xưng hô cách như vậy. Còn nói là hai cái vô nhân xưng I và you ấy cả. Chúng ta xem thái độ của người đàn bà thế nào sau khi mà Chúa Giêsu bày tỏ điều đó. Câu số 19, người đàn bà thưa rằng lạy Chúa. Lúc này người đàn bà gọi Giêsu là Chúa. Tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Như đàn bà này lúc này nhìn nhận Giêsu mới chỉ là đấng tiên tri thôi. Bởi vì cái vị tiên tri thì có thể biết được cái sự thật về những người khác dưới sự bày tỏ và sự mặc khải từ nơi Thiên Chúa. Mà chúng ta xem nhé, nếu mà nhìn nhận Giêsu là một tiên tri thôi chưa đủ, chưa đủ để nhận sự cứu rỗi. Bởi vì trong đất nước Israel ấy, có rất nhiều vị tiên tri. Thời kỳ nào cũng có tiên tri của Chúa. Theo tiên tri thì có thể chỉ là con người thôi, chứ không phải là đối tượng để tôn thờ. Và tiên tri không cứu được chúng ta. Tiên tri là sứ giả của Chúa để đem lời của Chúa, chứ tiên tri không sẽ thay cho chúng ta được. Và nhìn nhận Giêsu là ai? Là một vị tiên tri. Vì Giêsu nói được cái bí mật của bà ta. Bây giờ chúng ta xem tiếp. Câu số 20. Tổ phụ chúng tôi thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi thờ lạy là tại thành Jerusalem. Bà đang lý luận về cái sự thật của mình. Vì cái thời kỳ mà dân Israel bị bắt đi lưu đày, rồi sau đó thì họ kết hôn với những cái dân tộc khác ở đó đấy, thì họ lập một cái đền thờ ở tại nơi đó, một cái nơi thờ phượng. Và họ nói rằng là chỗ này là chúng ta phải để thờ một cái nơi thờ phượng. Nhưng mà người Do Thái là không nơi thờ phượng mà tại Jerusalem. Vì ý định ban đầu của Chúa là chỉ lập sự thờ phượng tại Jerusalem. Nên chúng ta xem tiếp câu số 22. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết. Vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Chúa Giêsu khẳng định là sự cứu rỗi đến từ đâu? Đến từ đâu? Đến từ người Giu-đa. Người Giu-đa có đoán ai? Người Do Thái thuần chủng. Chúa Giêsu được sinh ra thuộc về dòng giống của dân tộc nào? Người Giu-đa, chứ không phải người Samari. Cũng là người Do Thái nhưng mà người Giu-đa chứ không phải người Samari. Và Chúa Giêsu là thuộc dòng nào? Dòng giống nào? Dòng giống của chi phái Giu-đa. Nên Chúa Giêsu khẳng định là sự cứu rỗi bởi người Giu-đa đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lạy Ngài mà lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Messi, nghĩa là đấng Christ. Messi là trong tiếng Hebrew, Christ là tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Việt chúng ta dịch là Cơ Đốc hay là Kitô. Mà rồi người Tin Lành ở Việt Nam chúng ta thì giữ nguyên cái từ đấy là đọc là Christ. Quý vị đọc cho đúng nhé, đừng đọc là chít cái kít cái gì. Christ, đây là đọc, quý vị đọc theo tiếng của tiếng Anh ấy, đọc Chúa Giêsu Christ. Tiếng Anh nó đọc là Christ, mình đọc cho nó dễ đọc thì mình đọc là Christ.
Còn nếu không thì quý vị đọc về Chúa Giêsu Cơ Đốc hoặc là Chúa Giêsu Kitô theo tiếng Hán Việt. Câu số 26, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó. Người đàn bà lúc đầu chỉ nghĩ Chúa Giêsu là một đấng tiên tri khi Ngài nói được bí mật của bà. Sau khi Chúa Giêsu gọi mở cho bà ta biết thêm về sự thờ phượng về đấng Messiah thì Ngài khẳng định ta chính là đấng đó. Vì cả người Giuđa lẫn người Samari đều đang trông chờ sự hiện đến của đấng Messiah. Là đấng Chúa Giêsu này, ta đấng đang nói với người này chính là đấng đó. Đấng đấy là ai? Đấng đấy đã hiện thân từ thời của Adam, trong của lễ khi Adam giết một con cừu để làm của lễ, thì con cừu đấy chính là hiện thân của ta. Ta đã hiện thân ở trong của lễ của Abraham dâng Isaac. Khi đó Chúa bảo Abraham rằng lấy một con cừu mắc ở trong bụi cây để thế cho con trai của người. Ta chính là hiện thân của những con cừu, con bò, con dê đã bị giết ở trong thời đại, nhiều thời đại trước, bắt đầu từ luật pháp của Môi-se. Đấng đang đứng nói chuyện với người ở đây chính là đấng đã hiện thân từ trong quá khứ của lịch sử. Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị là người đàn bà Samari này, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào? Mình được gặp cái đấng mà tổ phụ của mình đã thờ lại, tổ phụ của mình đã trông chờ, cả lịch sử trông chờ. Và đặc biệt trong cái thời kỳ đó, dân Israel bị nô lệ ở tại đất nước của họ dưới ách đô hộ của người La Mã. Thì cái cảnh áp bức làm cho họ càng trông chờ sự hiện đến của đấng Messiah. Bởi vì đấng đấy theo lời tiên tri trong cái ước là sẽ giải cứu dân sự. Nhưng mà tuy nhiên họ hiểu nhầm là Ngài giải cứu họ về tội lỗi, Ngài giải cứu tâm linh của họ, Ngài giải cứu thân thể của họ, chứ Ngài không có giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ của người La Mã. Nhưng khi họ đọc từ giải cứu thì họ cứ nghĩ rằng là đấng Messiah phải là đấng giải cứu họ ra khỏi ách của người La Mã. Chính vì vậy khi mà Chúa Giêsu đi giảng đạo đó, phép lạ Ngài làm rất nhiều và người ta tôn Chúa lên làm vua. Chúa Giêsu lánh hết, bởi vì Ngài đến thế gian không phải để làm vua về mặt thân thể, về mặt chính quyền để lật đổ người La Mã. Ngài đến để làm vua cai trị tâm linh con người. Và trong tương lai khi Ngài trở lại trái đất này thì lúc đó Ngài sẽ cai trị cả thế giới này, cả về mặt thuộc thể. Nhưng mà sự hiện đến lần đầu tiên của Chúa Giêsu để không cai trị thế giới về mặt thuộc linh, à xin lỗi, về mặt thuộc thể. Và chúng ta nhìn cái câu chuyện này đây. Họ cảm đấng Messiah, đấng mà tổ phụ họ đã tâm tâm. Và gặp Chúa một cách không mong đợi. Thế chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu có phải tình cờ đi qua vùng đất này không? Chúa Giêsu có tình cờ gặp một người phụ nữ này không? Cuộc đời của chúng ta với con người mới có chữ tình cờ, còn đối với Chúa không có chữ tình cờ, anh chị em ạ. Một trong những cái danh xưng của Chúa Ngài là đấng toàn tri và biết được tất cả mọi điều. Có nghĩa rằng là tất cả mọi sự ở trên đời này, trên trái đất này và cuộc đời của chúng ta, một cái cá nhân, đều đã nằm ở trong sự biết trước của Ngài. Trước khi Chúa tạo nên Adam, Ngài đã biết Adam sẽ sa ngã. Trước Kinh Thánh nói rằng Ngài đã thiết lập kế hoạch để sai Chúa Giêsu đến từ trước khi thế giới này được tạo dựng nên cơ mà. Trước khi Ngài tạo nên thế giới, Ngài đã nhìn thấy rằng thế giới này sẽ sa ngã. Vì vậy, Ngài đã quyết định để sai con một của Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian này trong khi thế giới chưa được tạo dựng nên. Quý vị thấy không? Ngài là đấng đời đời. Trong Kinh Thánh có những cái cụm từ như Ngài là Alpha và Omega. Trong Alpha là tiếng Hy Lạp, Alpha là ý thức đầu tiên của tiếng Hy Lạp, Omega là ký ức cuối cùng. Ngày hôm nay chúng ta có tiếng Anh là từ A đến Z, có nghĩa là Ngài là đấng từ ban đầu và là đấng kết thúc. Cho đối với chúng ta thì mới có cái sự tình cờ. Và quý vị ra đường tình cờ gặp lại bạn cũ học từ thời niên thiếu với nhau, vui mừng hô hởi ôm bạn, mong may quá, tìm cọc bao nhiêu năm bây giờ mới gặp được. Đối với Chúa không có chuyện tình cờ, không có chuyện ngạc nhiên. Chỉ có con người chúng ta mới có sự ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này,
thậm chí cả cái trái đất này đã được thiết lập từ trong cõi đời đời. Cho nên Chúa không tình cờ gặp người phụ nữ này, người phụ nữ này thì tình cờ gặp Chúa. Nhưng mà Chúa không tình cờ gặp bà, Ngài đã lên kế hoạch từ trong cõi đời đời để gặp người phụ nữ này. Và đây là thời điểm thiên thượng, divine appointment, thời điểm thiên thượng. Cái thời điểm này ấy, là cái thời điểm mà Chúa đến với từng cuộc đời, từng con người một cách cá nhân. Sau cái lần gặp gỡ này thì người đàn bà này đã hoàn toàn được thay đổi. Chúng ta xem. Câu số 39. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài. Kinh Thánh nói rằng có nhiều người ở thành Samari đã tin Ngài vì cớ lời của ai? Của người đàn bà Samari. Như vậy bà trước khi bà tin thì bà mới nói cho người khác tin chứ. Bà không tin làm sao bà nói cho người khác tin được. Bà tin và bà nói cho những người dân làng về Đấng Messia. Có nhiều người tin Ngài vì cớ là người đàn bà này. Anh chị em thấy không? Thế là cuộc đời của bà đấy thay đổi. Tại sao người đàn bà này có 5 đời chồng? Vì trong bà có những cái khoảng trống trong tấm lòng. Và bà nghĩ rằng những người đàn ông sẽ đáp ứng được cái khoảng trống và sự cô đơn trong tấm lòng. Khi chúng ta cô đơn ấy, thì chúng ta tìm mọi cách để làm vơi bớt cái sự cô đơn đấy đi. Đàn ông thì tìm với phụ nữ thì tìm với đàn ông. Nhẹ nhàng hơn là chúng ta gọi bạn bè đi uống nước, đi cà phê cho nó giải sầu, nói chuyện cho nó vui. Đó là nhu cầu tình cảm bình thường của con người. Khi Chúa Giêsu đến với người phụ nữ này thì Ngài cất ra khỏi bà những cái điều gì? Thứ nhất, Ngài cất ra khỏi bà tội lỗi. Cho nên khi tội lỗi bị cất đi thì cái mặc cảm tội lỗi cũng bị cất đi. Anh chị em ạ, khi tội lỗi chúng ta được cất đi thì cái mặc cảm tội lỗi cũng sẽ được cất đi. Và nếu như tội lỗi không được cất đi thì không bao giờ cái mặc cảm tội lỗi có thể được cất đi. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, quá khứ của chúng ta có như thế nào chăng nữa, khi chúng ta ăn năn tin nhận Ngài thì chúng ta đều có thể ngửa mặt lên để nhìn đời. Người đời họ sẽ nhìn chúng ta với những cái ấn tượng của quá khứ. Mình đã từng có cái quá khứ rất là tồi tệ, và người ta hàng xóm của mình, gia đình họ hàng của mình vẫn nhìn mình với cái nhìn của quá khứ. Chúng ta không trách được họ. Chúng ta không thể trách được họ. Họ nhìn như vậy bởi vì chúng ta đã có quá khứ không tốt. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu thì Ngài sẽ cất tội lỗi chúng ta. Khi tội lỗi chúng ta được cất đi thì cái mặc cảm tội lỗi cũng sẽ được cất đi. Và khi mặc cảm tội lỗi được cất đi thì chúng ta có thể tự tin để sống cái cuộc đời này. Chúng ta lắc thẳng. Quý vị thấy không? Người đàn bà này lúc đầu thì ra gánh nước, lấy nước vào giữa trưa, 12 giờ trưa để tránh mọi người. Nhưng mà sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu thì bà lại đi loan báo cho mọi người, bà lại đi gặp gỡ mọi người. Cái mặc cảm nó không còn nữa. Cho nên chỉ có gặp gỡ Chúa Giêsu, con người mới được giải thoát ra khỏi cái gánh nặng về tội lỗi và cái sự mặc cảm tội lỗi. Nếu mà không gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta không bao giờ được giải thoát ra khỏi cái gánh nặng của tội lỗi và mặc cảm tội lỗi. Quý vị sẽ để ý những người mà đi tù về, hoặc những người có quá khứ mà nó không được tốt đẹp ấy, thường người đó sẽ thiếu tự tin và không thích ngại tiếp xúc với mọi người. Nhân những người mà đang nghiên cứu về khoa học tâm lý, người ta thấy nghiên cứu về tội phạm đấy, có khi đấy không có bằng chứng nào, nhưng người ta nhìn nét mặt, nhìn ánh mắt của cái anh phạm tội là người ta đoán ra được về anh này rồi. Bởi vì khi mình làm cái điều gì sai là lòng của mình áy náy, mình tự nhiên mình cảm thấy áy náy lương tâm và mình đi mình cúi mặt xuống. Còn cái người mà làm những cái việc sai mà cảm thấy bình thường đấy, người ta gọi đấy là những người có lương tâm chai lì. Làm cái điều sai mà không có cảm thấy áy náy gì cả. Đúng, đối tượng đấy cũng có. Nhưng mà tự nhiên chúng ta là khi mình làm điều gì sai là mình sẽ cảm thấy xấu hổ và mặc cảm. Những người đàn bà này đã được cất ra khỏi cái sự xấu hổ mặc cảm bởi vì bà ta được gặp gỡ Chúa Giêsu.
anh chị em chúng ta sẽ được cất ra khỏi tất cả những cái gánh nặng đó khi chúng ta được gặp gỡ Chúa Giêsu. Điều thứ hai là chúng ta cần có một cái cuộc gặp giống như người đàn bà này. Không phải chỉ là được cất ra khỏi tội lỗi mà được cần được gặp gỡ Chúa một cách riêng tư. Vì khi chúng ta tin Ngài, tội lỗi chúng ta được cất đi rồi, nhưng có thể là chúng ta đi theo Chúa nhưng mà không gặp gỡ Chúa một cách riêng tư. Sang chúng ta dở Kinh Thánh đến đoạn thứ 3 của sách Giăng thì chúng ta thấy có một nhân vật tên là Nicodem. Ông này là người Pharisee rất giỏi Kinh Thánh, và ông lại là cái người có tầm ảnh hưởng Israel. Khi ông nghe đến Chúa Giêsu thì ông đã tìm cách để gặp gỡ Chúa Giêsu, nhưng gặp gỡ Chúa đâu, trong ban đêm. Ông không dám đến vào ban ngày, ông đến gặp gỡ Chúa ban đêm. Ông đi rình rình đến gặp gỡ Chúa. Trên đường đi thì ông che mặt che mũi lại và ông đi giấu giếm để người ta không nhìn thấy. Bởi vì nếu như những người Pharisee mà đến gặp Chúa Giêsu thì những người Do Thái, những người Pharisee khác nhìn thấy thì sẽ bắt bẻ, có thể bị loại ra khỏi hội đường. Vì họ đã quyết định rằng ai mà giao thiệp với Chúa Giêsu thì sẽ bị loại ra khỏi hội đường Do Thái. Cho nên ông mới đến để gặp gỡ Chúa. Nhưng mà qua cái cuộc gặp gỡ riêng tư đấy thì ông ta cũng được cứu. Người đàn bà Samari thì không có chủ tâm, người đàn ông Nicodem thì là chủ tâm đến gặp gỡ Chúa. Nhưng mà cả hai người khi gặp gỡ Chúa thì cuộc đời của họ đều được thay đổi. Cho nên cuộc đời của chúng ta sẽ được thay đổi khi chúng ta được gặp gỡ Chúa một cách cá nhân và riêng tư. Cái sự gặp gỡ đấy Chúa không phải là lúc chúng ta nhập đạo, không phải lúc chúng ta gặp nhập đạo đâu, mà là gặp gỡ Chúa một cách sống động, một cách cá nhân và riêng tư. Tôi theo Chúa năm tôi 12 tuổi, nhưng tận năm 17 tuổi tôi mới được gặp gỡ Chúa. Và cái năm đó nó thay đổi hoàn toàn cái hướng đi trong cuộc đời của tôi. Từ trước đó tôi vẫn đi nhà thờ, tôi vẫn dự lễ mà, tôi vẫn đọc Kinh Thánh mà, tôi vẫn hát thánh ca mà, tôi vẫn chia sẻ về đức tin cho người khác mà. Nhưng tôi chưa được gặp gỡ Ngài một cách cá nhân và riêng tư. Tôi chỉ đi theo đạo thôi mà tôi chưa được gặp gỡ. Năm 1997, một kinh nghiệm đầu tiên đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi. Đó là khi tôi đang cầu nguyện kinh ăn cùng với một số anh chị em thì Thánh Linh của Chúa giáng xuống và bắt đầu tôi nói một ngôn ngữ mà tôi chưa được học. Và bắt đầu từ đó tôi kinh nghiệm Chúa một cách hoàn toàn sống động. Tôi bắt đầu yêu Kinh Thánh hơn bao giờ hết. Tôi đặt Kinh Thánh say mê. Tôi yêu thực sự cầu nguyện, tôi yêu ca hát và khen Chúa. Năm đó tôi còn đang học cấp 3 anh chị em ấy, và chuẩn bị để còn ôn thi đại học. Nhưng mà tôi đi ôn thi đại học, tôi vẫn cầm theo sách của Linh tôi đọc. Quý vị, có một cái lửa từ trong mình thôi thúc mình, hun đúc mình, vì mình đã gặp gỡ Chúa năm vào mùa hè năm 1997. Anh chị em đã kinh nghiệm gặp gỡ Chúa các cá nhân và riêng tư chưa? Và lần cuối cùng anh chị em kinh nghiệm cuộc gặp gỡ cá nhân riêng tư với Chúa là khi nào? Cái đây tháng, hai tháng cho đến hai tháng. Trong khoảng thời gian đấy, khoảng 2-3 tháng thì đó, tôi không nhớ chính xác về thời gian này. Có một chị em đến Hội Thánh Hà Nội dự của nhóm từ Hội Thánh khác đến. Và tin Chúa rất lâu rồi và trả giá rất tin rất là mạnh mẽ, chồng bắt bớ mà vẫn cứ đi với Chúa, thậm chí chồng đánh đập vẫn cứ đi với Chúa, không rời bỏ Chúa đấy. Và rất hăng say, rất nhiệt tình, không ai nghĩ người này có vấn đề gì trong đời sống tâm linh. Khi đến rồi cầu nguyện là hết ẩm ý trong người rất nhiều quỷ. À, đến khi công việc giải cứu xong rồi, người ta bảo em không nghĩ là mình có đạo linh, mình cứ nghĩ mình đi theo Chúa là mình đã ngon rồi, mình cứ nghĩ mình đi theo Chúa, mình học Kinh Thánh, mình hăng say, mình yêu mến Chúa, tham gia việc này việc kia ở trong Hội Thánh là mình đã ngon. Ai nghĩ mình có đạo linh, chẳng lại la hét vào mình. Không dừng lại tại đó. Rồi một chị, cũng một chị em nữa là đứng bất cứ hầu như lúc nào thế, cứ thấy hình ảnh con rồng nó ở trước mặt, nó bay trước mặt.
đêm thì mất ngủ, vợ chồng thì đôi khi bất hòa. Và tất nhiên những người này không phải là những người đã sinh ra là có đạo. Và bên cạnh đó thì nhà lại còn bán cái hàng nó có nhiều những hình ảnh rồng đó, con rồng các thứ. Thì cộng với nó lại la hát thầm ý, la hát thầm ý và cái biểu hiện của gia đình. Chưa dừng lại tại đó, sau cái lần giải cứu đấy, cả hai người chị em đấy đều là cuộc gặp gỡ một cách rất riêng tư với chị. Sau khi cái cuộc gặp gỡ đó, tôi được nghe nó lại. Bạn nói lúc em cầu nguyện, Chúa đưa hồn em lên trên và em nhìn được xuống dưới, nhìn được xác mình đang ở dưới, nhìn được thiên đàng, nhìn được địa ngục, nhìn được cái khác, nhìn được mọi người. Và em nhìn được người nào có tà linh mà nó là đang ở trong chỗ nào trong cơ thể bây giờ em nhìn. Và đấy là người phụ nữ bình thường chứ không phải là một người mà đàn ông hoặc là có chức sắc gì trong hội thánh đâu, một người tín đồ rất bình thường. Và cả hai người chị em đấy sau khi về trở lại hội thánh họ cầu nguyện buổi tối giải cứu rất mạnh mẽ. Cái cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa nó sẽ thay đổi cái cuộc đời theo Chúa. Có rất nhiều người đi theo đạo thậm chí cả cuộc đời mà chưa bao giờ được gặp gỡ Chúa một lần nào, và làm cho đời sống của mình trở nên khô hạn. Mình đi theo Chúa mình không thấy cái gì mới, và thế sao mình đi theo Chúa không khác gì lúc mình không đi theo Chúa. Vậy đặt vấn đề mình có ma quỷ lỡ khiếp không biết làm cách nào, đời sống đầy rẫy sự thất bại. Matthew đoạn 7 câu 6 câu 7 Chúa Giêsu nói hãy xin sẽ được, hãy tìm hãy gặp, ai hãy có cửa sẽ mở. Có đôi khi đấy chúng ta chỉ xin nên không được là mình thôi, nhưng mà Kinh Thánh nói là nếu xin không được thì làm gì, tìm. Xin là ngồi trong một tư thế, ngồi một chỗ thụ động để xin, nhưng mà tìm là đòi hỏi mình phải nỗ lực chứ không phải là chỉ là ngồi đấy mà cầu nguyện không được. Xin là lúc cầu nguyện, nhưng mà tìm thì là nỗ lực hành động để được gặp gỡ Chúa. Người đàn bà thì không cần nỗ lực gì mà đã được gặp gỡ Chúa, nhưng mà Nicodem thì phải nỗ lực mới được gặp gỡ Chúa. Gõ cửa, nếu mà cửa chưa mở thì phải gõ cho tới khi nào cửa mở thì thôi. Chúng ta tìm kiếm Chúa ở mức độ như vậy chúng ta mới được gặp gỡ Ngài, và chỉ gặp gỡ Ngài cuộc đời chúng ta mới được thay đổi. Nghe chị em nào theo dõi cái buổi nhóm hôm thứ năm tuần vừa rồi ở Tiên Du, sau bây giờ tôi chia sẻ về sự sức giàu của Chúa, tôi cầu nguyện cho mọi người. Đương nhiên tôi cầu nguyện là tôi sẽ phải xin cái sự bày tỏ của Thánh Linh tôi cầu nguyện, chứ không phải thì là ai cứ muốn cái nào là tôi cầu nguyện. Trong khi tôi nhìn vào màn hình có rất nhiều người, Thánh Linh của Chúa chỉ cho tôi một người chị em cầu nguyện, khai phóng sự sức giàu trên người này. Thì khai phóng sự sức giàu xong, ai theo dõi thấy tay của chị ấy rung lên là như là điện giật, đúng không ạ? Sau đó một vài hôm tôi thấy người chị em đấy quay clip nhóm ở tại địa phương của mình đặt tay cầu nguyện cho người khác, Thánh Linh của Chúa động chạm, người thì cười, cười thì khóc, người thì được bắt tên Thánh Linh, tất cả các con nhỏ đều được bắt tên Thánh Linh và nhận được sự động chạm rất mạnh mẽ từ đời Chúa. Chỉ cần một lần được gặp gỡ Chúa là có thể thay đổi cuộc đời chúng ta một cách hoàn toàn. Nhưng mà nếu chúng ta không gặp gỡ Chúa một cách cá nhân và riêng tư đấy, thì có thể chúng ta chỉ đi theo tôn giáo thôi. Tôi cứ hay đặt cái câu hỏi ở trên Hà Nội mới thành lập là sao mà phép lạ xảy ra nhiều, mà sao Hải Phòng Hội Thánh thành lập lâu rồi mà
cũng có phép lạ nhưng mà không nhiều bằng khi tôi đi nơi khác. Tôi hay đặt câu hỏi đấy. Trước kia tôi đặt câu hỏi tại sao tôi đi nước ngoài phép lạ xảy ra nhiều mà ở Việt Nam phép lạ xảy ra ít. Có nhận biết không? Tôi chưa bao giờ cầu nguyện cho một người nào mù mắt được chữa lành ở Việt Nam. Nhưng tôi đã cầu nguyện cho một người mù mắt được chữa lành tại Malaysia. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện cho một người điếc tai nào ở Việt Nam được chữa lành. Nhưng tôi đã cầu nguyện cho nhiều người điếc tai ở Myanmar và Malaysia được chữa lành. Tôi hỏi tại sao vậy? Đấy, đến khi tôi về tới Hải Phòng, tôi hỏi sao Hải Phòng cũng cầu nguyện, cũng thờ phượng mà sao ít phép lạ hơn. Có một điều mà tôi có thể tạm trả lời như thế này. Đó là quý vị đã tin Chúa có khi được một thời gian rồi. Quý vị quen với cái việc Chủ nhật đi nhà thờ, xong xong rồi nhanh nhanh rồi về. Một lúc nào một sư giảng mà dài dài đi, một sư giảng nhanh nhanh một tí, tôi còn về, tôi còn có cuộc hẹn, tôi còn đi đám cưới, tôi còn lo đám tang, tôi còn đi thăm người ốm. Cái lòng khao khát của mình có thể là nó nguội đi rồi, nó không còn khao khát vô nữa. Giờ tuần trước vào nhà tôi nhóm, tôi giảng ở trong một hội thánh ở Hà Nội, nhóm 5 tiếng đồng hồ có gì đâu. Mà nếu như tôi không dừng, họ tiếp tục ở lại để nhóm. Nhóm 5 tiếng đồng hồ, thờ phụng Chúa 5 tiếng đồng hồ. Không phải tất cả, cả buổi chỉ có người hát đâu. Tôi giảng khoảng 40 phút, 50 phút thì đấy. Sau đó, cầu nguyện cho mọi người thờ phụng. Mọi người được kinh nghiệm sự gặp của Chúa khi người ta khao khát rồi thì phép lạ của Chúa xảy ra rất nhiều. Nếu mà lòng của chúng ta trở nên nguội lắm, không còn muốn tìm kiếm Chúa, không còn muốn gặp gỡ Chúa nữa, không còn cảm thấy đói khát như người đàn bà Samari nữa, không còn cảm thấy đói khát như Nicodem để tìm kiếm chân lý nữa, thì chúng ta chỉ đi theo tôn giáo và chúng ta không gặp gỡ Ngài đâu. Chúng ta cần kinh nghiệm sự gặp gỡ riêng tư với Giê-xu đấng Messiah, chứ không phải để hoàn thành một cái buổi chủ nhật với một hai tiếng đồng hồ đến dự lễ xong rồi lại về. Chúng ta cần gặp gỡ Giê-xu một cách cá nhân và riêng tư. Tai của anh chị em cần được mở ra để nghe thấy tiếng Chúa. Mắt của anh chị em cần được mở ra để nhìn thấy Chúa. Khi anh chị em ngủ thì có thể mơ những giấc mơ từ nơi Chúa. Khi chúng ta thức, chúng ta nhận được những sự dạy dỗ, chỉ bảo, chỉ dẫn trực tiếp từ nơi Chúa cho chúng ta. Không một đêm nào tôi trước khi đi ngủ mà tôi không đợi thầm quên rằng xin Chúa phán với con trong đêm ngày hôm nay. Và tôi đã nhận được rất nhiều sự bày tỏ từ nơi Chúa qua giấc mơ, anh chị em ạ. Tôi liên tục tôi phải kiểm tra lại cái lòng của mình. Năm 1997 tôi được gặp gỡ Chúa, tôi say mê Chúa có đêm tôi. Tôi nhớ thứ tư hàng tuần tôi thức đêm cầu nguyện cùng với anh em ở tại đó. Ngày đó tôi vẫn còn dùng điện thoại bàn. Tôi khao khát Chúa, tôi cầm cái điện thoại lên, tôi nói chuyện với Chúa, xin Chúa con nói chuyện với Ngài để nghe được giọng giống như hai người thật đang nói với nhau. Thời kỳ đó đâu có điện thoại di động. Thân thể mình mệt nhưng mà lòng của mình khao khát gặp Chúa và mình kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Nên nếu anh chị em dừng lại cái lòng khao khát tìm kiếm Chúa mà chỉ đi theo nghi lễ thôi đấy, thờ phượng giống như người Samari và người Giu-đa ấy, thì không kinh nghiệm được sự sống. Cho nên khi Chúa Giê-xu gặp người đàn bà Samari này, giới thiệu cho bà biết rằng sự thờ phượng thật nó không nằm ở tại địa điểm, mà sự thờ phượng thật nó nằm ở trong tâm linh của con người này. Một cái hội trường đông, rộng, lớn, nhiều người, nhưng không có sự thờ phượng, không có sự tìm kiếm Chúa thực sự, chắc không gặp gỡ được Chúa và kinh nghiệm được sự sống. Nhưng ở một nơi không có một ai mà lòng của mình đổ ra trước mặt Chúa, kêu gào với Chúa, than khóc với Chúa, thì đó mình sẽ được gặp gỡ Ngài. Anh chị em ạ. Lần cuối cùng chúng ta kinh nghiệm gặp gỡ Chúa là khi nào? Lần cuối cùng chúng ta kinh nghiệm nghe đến tiếng Chúa nói với mình là khi nào?
Chúa vẫn hằng ngày đêm nói chuyện với chúng ta, Chúa vẫn ngày đêm giao tiếp với chúng ta, Chúa vẫn ngày đêm ban phước chúng ta, và lần đầu cuối cùng chúng ta kinh nghiệm đấy. Nếu mà lâu lắm rồi thì có nghĩa là mình đã đứng hơi xa, cần đến gần Chúa hơn, đến gần Chúa hơn, để được nghe đến tiếng của Chúa, để được rao động sự rao động từ nơi Ngài, để được sự rao động từ nơi Ngài. Trong cái buổi nhóm kia, khi tôi cầu nguyện cho mọi người, phần lớn là những phụ nữ trong cái buổi nhóm, cầu nguyện Chúa mở mắt tâm linh của mọi người. Sau cái buổi hôm đó, tất cả họ đều được mở mắt tâm linh, và trước đó không một ai nhìn thấy điều gì trong tâm linh. Và cái điều đó tạo lên cái sự đột phá, cái sự thay đổi trong cái đời sống thuộc linh của những người cái dự của nhóm này. Khi mắt thuộc linh chúng ta mở ra, chúng ta nhìn được ma quỷ, chúng ta nhìn được thiên sứ, chúng ta nhìn được sự vận hành của nhóm. Mắt thuộc linh chúng ta mở ra, chúng ta sẽ nhìn được thấy rất nhiều điều trong thế giới. Chúng ta cần kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân và riêng tư, và cần có một cuộc thử cửa đó với chúng ta. Đừng thỏa mãn với những hình thức tôn giáo, đừng thỏa mãn với những buổi lễ. Nếu nay chúng ta phải ngồi đây từ giờ để cho đến đêm thì sao chúng ta cũng đồng ý ngồi đây. Trước khi đến đây mình đã có cuộc hẹn sẵn rồi. Anh biết đấy, với cuộc vấn hương vừa rồi ở bên Mỹ, ở một trường đại học, tôi quên cái tên trường rồi. Sự tuôn đổ thánh linh xuống mà người ta cứ đổ xô vào ngày đêm, tất cả mọi người chẳng ai mời ai, mọi người đến đấy thờ phượng cầu nguyện nghe lời Chúa liên tục 24/24, và bây giờ vẫn đang diễn ra, chẳng cần ai mời ai hết. Thì khi dân sự của Chúa khao khát Ngài, muốn gặp cỡ Ngài thì chúng ta sẽ gặp được. Và chỉ có gặp cỡ Chúa, mọi gánh nặng về tội lỗi bị cất đi, mọi mặc cảm về tội lỗi bị cất đi, những phiền muộn, những cái uất ức, những cái nan đề, những cái đau đớn trong cuộc đời của chúng ta được cất đi và chúng ta được tự do. Chúng ta cũng đứng dậy cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.